từ Đồng Tháp. Các đội chơi di chuyển tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để bay tới sân bay Incheon tại Seoul, Hàn Quốc. Tiếp theo, các đội chơi di chuyển bằng xe buýt tới sân bay Gimpo, Seoul. Tại đây, họ sẽ tiếp tục đón chuyến bay tới đảo Jeju. Tuy nhiên, với lý do thời tiết xấu, tất cả các chuyến bay đã bị hoãn. Các đội chơi đã phải nghỉ lại Seoul và bắt chuyến bay sớm nhất tới đảo Jeju vào sáng ngày hôm sau. Tại sân bay Jeju, các đội chơi sẽ phải tìm một cô gái mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc để nhận mật thư. Lựa chọn kép. Phóng tên này phất cợp. Jeju là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Hàn Quốc. Và đây cũng là hòn đảo lớn nhất của Hàn Quốc, thường được gọi là hòn đảo của hòa bình. Bởi cảnh sắc nơi đây thật thơ mộng và êm đềm, với những cánh đồng hoa cải trải dài, những bãi biển đẹp, những khu rừng nguyên sinh và những nét đẹp văn hóa truyền thống. Đây cũng đã được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, cùng với Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Hai sự lựa chọn cho các đội chơi trong lựa chọn kép lần này là phóng tên và phất cờ. Với ném tên, đội chơi phải tìm đường di chuyển đến núi Songsan tại đảo Jeju. Nằm ở phía đông của đảo Jeju, Songsan là ngọn núi lửa đang ngừng hoạt động từ nhiều năm, với vách núi thẳng đứng sát bên bờ biển. Phía dưới là cánh đồng cỏ xanh mướt quanh năm. Songsan còn là nơi đón tia nắng ban mai đầu tiên của Hàn Quốc, và nơi đây cũng là nơi đẹp nhất của đảo Jeju. Tại đây, các thành viên phải di chuyển theo hướng mũi tên để lên đỉnh núi. Sau khi lên tới đỉnh, một thành viên sẽ cõng một thành viên, và thành viên được cõng sẽ tìm cách ném mũi tên này vào những chiếc chum. Sau khi ném được 3 mũi tên vào chiếc chum, đội chơi đó sẽ nhận được mật thư để đi tiếp. Với phất cờ, đội chơi tìm đường đến ngọn hải đăng Sabikochi. Họ sẽ nhận được một bảng ký hiệu semaphore để học thuộc. Sau đó, một thành viên sẽ phải mang cờ di chuyển tới ngọn hải đăng được chỉ định để ra dấu hiệu các ký tự cho bạn chơi của mình. Thành viên còn lại đứng dưới chân ngọn hải đăng, nhìn những dấu hiệu đó bằng ống nhòm và giải mã các ký tự để ra một câu hoàn chỉnh trùng với đáp án của chương trình. Và đáp án chính là tên điểm đến của lộ trình tiếp theo. Chọn cái nào anh? Rồi mình chọn phất cờ đi. Phất cờ nha. Ừ. Thế vậy đi. Đây. Với cái sức gió như vậy ở trên đỉnh núi thì việc phóng tên sẽ rất khó khăn. Đặc biệt là cái trụ không vững khi mà phải ngồi trên lưng của người bạn chơi. Cho nên tôi đã chọn phất cờ. Khả năng nhớ của chúng tôi cũng đều tốt. Cho nên là khi mà học các cái ký hiệu phất cờ và lên phất cờ thì tôi nghĩ là khả năng thành công cao hơn. Lựa chọn kép. Phóng tên hay phất cờ? Cái phóng tiêu này lập tức cho bọn mình cái hình dung về cái ném bóng ở cái chỗ trượt thác. Thì ra mình thấy quá vất vả cái điểm đấy. Thì mình cũng có cảm giác nó sẽ gần giống như thế. Mà đây lại còn là một người cõng rất là tốn sức, mà mình không hình dung ra được cái ngọn núi nó cao như thế nào. Thì chọn đấy nó là một cái sự liều lĩnh quá. Bọn mình chọn phất cờ. Sau khi chọn lựa chọn kép thì bọn mình ra và chần chừ giữa cái quyết định là đi taxi hay là đi xe bus. Hỏi xem là vé xe bus ra đảo bao nhiêu tiền đi, mình so sánh cái đó. Tích lý. Lúc đầu thì Giang là chọn đi bus, nhưng mà khi mà hỏi ở sân bay thì cái đường đi bus nó hơi là rắc rối, tại mình phải chuyển nhiều tuyến xe bus, cho nên cũng không dám liều lĩnh, tại nếu mà mình đi lạc thì rất là nguy hiểm. Taxi. Let's go. Thank you. Mà thơ. Lựa chọn kép. Xong rồi. Phóng tên hay phất cờ. Bản thân cả Trang và Hiếu đều có cái khả năng về trí nhớ rất kém hơn các đội khác. Đâm ra là Trang thấy rằng là cái sự yếu điểm của mình thì mình không nên chọn. À, đội Cam làm nhiệm vụ phóng tên. Taxi. Hello. Nice to meet you. We are go to the here. Go to here. Si Song, Si Yong San, Ai Chong. Okay. And có cả hai passport là một passport Việt Nam và một passport Canada. Mình sử dụng hai passport cùng một lúc thì nó có một số vấn đề thủ tục nó rất là rắc rối trong đấy, cho nên là bị giữ lại không được bay cùng đồng đội. Thì lúc đấy là tá hỏa. Rất là lo vì mọi người bay hết rồi, cuối cùng chỉ có một mình An ở lại sân bay. Cũng may cho Trang một phần là vì địa điểm di chuyển tới là đảo Jeju,
Và ngày hôm đó thì ngày ở đảo Jeju thì có bão và gió rất lớn và cả mưa, thành ra là các chuyến bay bị hủy hết. Cũng may là lúc đó thì An đang làm được visa và bắt được chuyến bay sang được Jeju. Trang thì cứ tính từng giờ từng phút một, là rồi là cứ liên tục ra xem bảng thông báo là xem khi nào mà chuyến bay của An thì tới. Chúng tôi chỉ có khoảng độ 10 phút để ghi nhớ cái ký hiệu smartphone thôi, thì tôi có nhiều cách tư duy khác để mình nhớ được. Chứ còn nếu nhớ đúng theo hình thì phải mất thời gian nhiều hơn. Thấy đôi Thanh Dương cũng đang ngồi học thì hai đứa cũng rất là yên tâm, tại vì là đã đổi kịp đứa Thanh Dương rồi. Xe thô lên ở đây này. Đang anh Chris quyết định là Giang sẽ là người học, bởi vì Giang nhớ ghi nhớ giỏi hơn. Anh Chris sẽ là cái người mà ghi chép lại cái mật mã đó. A B C D E. Nhét ra nước rồi. Chờ để đến cái ngọn núi mà đẹp nhất ở Jeju đấy ấy, thì một cái chặng đường di chuyển lên đỉnh núi là cực kỳ mệt mỏi. Thì nếu như mà cái đỉnh núi Yên Tử của Việt Nam nó dốc thì nó vẫn còn có một cái rất dễ di chuyển, đấy là các bước rất nhỏ và liền nhau. Nhưng mà cái đường lên đỉnh núi của cái đảo Jeju đấy ấy, nó lại là những bước rất dài và có những đoạn nối rất là xa, đâm ra làm cho cái việc mình di chuyển nó rất là mệt. Cộng với là trời mưa, sương mù, vì nó là ở cái xứ đấy rất lạnh, đâm ra là tất cả những bậc đạ thang đấy nó đều rất là nhiều nước và nhiều rêu. Thì hai đứa rất là mệt mỏi trong chuyện di chuyển. Khi đến được cái điểm mà nhận cái logo của chương trình để đổi lấy 10 mũi tên thì hai đứa tưởng là đã đến cái nơi để thực hiện nhiệm vụ, nhưng không phải, phải leo lên tận đỉnh nữa. Thì cái quãng đường di chuyển lên đấy là quãng đường mệt nhất. Sương mù thì bao phủ nên là anh Dương đứng bên trên cái đỉnh tháp mà có một cái hành lan can thì cái nhìn cái tay phải nó rất là khó nhìn. Để đoán được chính xác những cái ký hiệu mà anh Dương phất cờ đó là sự tập trung cao độ để xem là anh ấy đang muốn nói gì. Mình được phát một cái ống nhòm để dòm lên xem Giang ra ký hiệu, nhưng mà Giang thì không có, nên mình cứ khoác tay lên ngoài để mà cho Giang biết là mình đã thấy rồi. Khó khăn nhất chính là cái việc cái cờ nó quá dài và nặng, thì khi mà mình cầm cái gió nó thổi á, cho nên cái vị trí nó cứ bị lay động như thế này. Mà đôi khi trong cái bảng mã Singapore á, mà chúng ta lay cái cờ như thế nó thành ra một ý nghĩa khác, nên Giang rất là lo là nó gây ra cái sự hiểu lầm. GAP. Oh. Trên nó gió rất là lớn. Nếu mà mình chỉ cần hơi rung một chút thôi là mình sẽ phi trượt là cái chắc chắn rồi. Lần đầu tiên ném thì hai đứa chỉ ném được 2 mũi tên trên 3 mũi tên so với yêu cầu. Thì hai đứa cũng không nản, vòng xuống. Và khi vòng xuống lại vòng xuống một con đường hoàn toàn khác. Con đường lên một đường, đường xuống một đường. Nên cái đường xuống lại phải đi xa hơn một đoạn để vòng vào được cái chỗ đổi, lấy cái logo đổi mũi tên. Do một số lý do mà chuyến bay của An đến hơi trễ một chút và đội vàng bị xuất phát chậm hơn một tiếng so với cái thời gian chính xác mà đội vàng được xuất phát, và lại còn đang ở vị trí cuối nữa. Thành ra khi mà đến nơi thì lập tức là Trang nói với An là đua luôn. Biết là An rất mệt nhưng mà thực tế là tình hình bây giờ là đang rất là vội. 안녕하세요.
Mật thư. Đội vàng chọn phất cờ. Đi thôi. Oh, sorry. Có một cái chuyện xảy ra đó là về hai cái chữ G và chữ P thì trong cái bảng mã cờ đó, nếu mà mọi người biết cái bảng mã cờ đó thì chữ G thì tay sẽ vuông góc như này. Còn chữ P chữ G tay vuông góc như này. Còn chữ P tay vuông góc như thế này. Vì mình học vội mà nên là Giang đánh nhầm chữ G thành chữ P. Nhưng mà cái chữ Jeju, mình đang ở trên đảo Jeju á, thì Giang cũng hơi nghĩ là mình có đánh sai không, nhưng Giang nghĩ rằng là anh Chris rất là thông minh, nếu mà đọc có viết thành chữ Pepu thì cũng sẽ đoán ra là Giang đánh nhầm. Tại vì thực ra hai chữ đều đối xứng với nhau, mà khi mà anh Chris so với bảng thì hai chữ đều nổi ngay cạnh nhau, thì Giang đoán ra anh ấy sẽ biết được là Giang đánh nhầm và sẽ ghi là chữ Jeju. Nhưng mà anh Chris thì không đoán ra. Sai. Ghi đáp án là Pepu. Thì là khi mà sai thì Giang rất là thất vọng. Lên nha. Một, hai. Từ từ, bình tĩnh. Được chưa? Ok chuẩn rồi. Em muốn ném hay anh ném? Em ném. Anh nghĩ là để một người ném nó đều tay đó. Có được tính không? Tính chắc hơn cho anh giúp anh. Trời ơi. Phải tin vào. Lúc đấy Trang tính rằng là bỏ nhiệm vụ này, chấp nhận chịu phạt để dưỡng sức cho những thử thách đằng sau. Cái vấn đề là mình còn rất nhiều thử thách đằng sau, nếu mình cứ đi leo lên như thế mình không có sức. Nhưng mà lúc đấy Hiếu thì vẫn cứ muốn là hai đứa chạy xuống nữa. Hiếu thuyết phục. Thật sự là anh cũng mệt, em cũng mệt. Nhưng mình cố lên một hoặc hai lần nữa. Lần sau để em ném. Đừng đổi nữa, tin anh đi. Không, để lần sau để em ném. Nó quen tay anh rồi. Vừa ném xong rồi, bây giờ để em ném. Cố gắng một lần nữa. Và đến khi cái lần xuống thứ ba này thì Trang có bị chuột rút. Tại vì là cái sự di chuyển và sự chuyển động nó nhiều quá trong cái ngày khởi động đầu tiên thì nó làm cho bị chuột rút và Trang rất là đau. Nhưng mà Trang cũng không chia sẻ với Hiếu mà chỉ biết cố gắng leo lên. Và leo lần thứ ba thì chân rung hết rồi. Và Trang nói Hiếu là nếu như lần này không đủ 3 mũi tên thì nhất định là chịu phạt. Trang không chấp nhận việc đi xuống nữa vì Trang sẽ không đủ sức. Phải tập trung cao độ vì tầm nhìn rất là xa, mình phải nhìn bằng ống nhòm. Anh hỏi hộ em xem TV có thấy cái ký hiệu Dương đang làm không, bởi vì là không thấy gì cả. Và nhờ sự tập trung đó thì đội Xanh Dương đã trải qua cái thử thách này cũng rất là nhanh. Mật thư. Anh gặp bên này. Đội chơi tìm đường đến mê cung đá lớn nhất thế giới tại Jeju. Tìm lâu quá. Nhận ra được cái mật mã đó là mê cung đá Pepu Jeju thì thấy mình thật là ngớ ngẩn, là tại sao mình không lại nghĩ ra ngay từ đầu. Điên quá. Sao làm mất 3 lần? Em làm sai. Em biết rồi. Nhưng mà khi mà anh phải đoán ra là Jeju chứ. Sao mà đoán được? Anh lại đi chữ P đúng không? Em đường không có thẳng. Anh đi chữ P đúng không? B à? Như Tiệt Kiều, em đường không có thẳng tay. Anh có là Jeju là anh gì? Ừ. Mày cũng đặt Pepu là cái gì hả má? Không đoán, không chịu đoán gì cả. Đến chỗ bãi đỗ xe đầu tiên thì thấy rằng là đội Xanh Dương và đội Hồng cũng vừa đi xuống. Thì cũng thấy hơi lạ vì rằng là hai đội đều xuất phát trước đội Vàng khá là lâu. À, không tự hỏi rằng là không biết cái phần thi này có khó không. Em tiếc lần thứ hai quá, đó là xong luôn lần đó là bằng anh Dương luôn. Phân ra cho Trang là người phất cờ bởi vì Trang có trí nhớ tương đối tốt, với lại chiều cao nữa, mà lúc đó thì Jeju sương mù phủ đầy nhỉ, cho nên là khi mà đứng cao lên thế thì có thể dễ nhìn hơn.
đi. Này gì? Đi. Có vẻ là gì? Giờ đúng không hiểu má? Quán ôi một tí đi. Tại vì trên đấy mình này, tôi là người còn được cầm nhé, còn chị là người không được cầm thôi. Cho em xin 5 phút nhá. Cố lên. Trời ơi, tôi nhớ hết rồi, tôi còn nhấn mong cái chữ V với chữ Y thôi. Ok. Ok. Lần thứ ba đúng là cũng không vào được. Và hai đứa rất căng thẳng. Và lúc đấy Trang chỉ muốn nằm vật ra đấy, bởi vì gần như là tuyệt vọng. Trèo xuống bây giờ cũng trèo lên 20 phút xong lại không được, xong lại trèo xuống xong lại trèo lên. Được như này. Thế để làm để giải quyết vấn đề gì? Vấn đề là trong câu chuyện cuộc chơi này mình đã hiểu nó nằm ở đâu rồi. Mình cũng hiểu bất lợi của mình nó ở đâu. Và quyết định chốt hạ điểm đứt nó ở đâu rồi. Mình phải hiểu vấn đề là ngày hôm nay đi đến đây là như nào rồi. Mình phải hiểu vấn đề của mình chứ, tự dưng phải tốn sức chi. Thế bây giờ như này đi, em nghe đúng một lần cuối thôi. Đây là xin em luôn nha. Có em... dầu đâu mà cho, mà xin với không xin. Vấn đề là Hiếu phải hiểu là câu chuyện cuộc chơi của chúng ta đến đây nó đang bị mắc ở đâu. Và chúng ta sẽ phải dừng tại đâu? Trên taxi thì An với Trang cũng hình dung là lộ trình cái mà mật mã mà tìm được sẽ là cái lộ trình tiếp theo. Thì cứ nghĩ rằng là sẽ là một cái tên Hàn Quốc. Khi mà đến nơi thì đọc cái mật mã là tiếng Việt thì Trang cũng hơi lo, vì rằng là An đang mặc định trong đầu rằng là đó là tiếng Hàn Quốc và các chữ sẽ liền nhau. Lần đầu tiên khi mà thực hiện thử thách này thì đầu tiên là có sương mù, với lại chưa quen nhìn cái ống nhòm vì nó bé tí như thế này thôi, thì cũng hơi khó nhìn. Cộng với lúc đấy thì Trang khi mà làm các cái động tác nó chưa rõ ràng chuyển tiếp giữa các chữ, cho nên là đoán những cái chữ chả có tí ý nghĩa gì cả. Đây là kết quả. Sai rồi. Sai hả? Nằm thở khoảng 10 phút thì Hiếu vẫn năn nỉ. Hiếu bảo thôi, lần này xin Trang là năn nỉ thêm một lần nữa, cố gắng một lần nữa. Thực sự là Hiếu muốn cố gắng là vì mình đã lần nào mình cũng đã làm được 2 mũi tên rồi. Chẳng lẽ là mình lại kém may mắn đến mức là mình không cố được thêm một mũi tên nữa. Cân nặng của Hiếu thì Trang chịu đựng được, nhưng mà chịu đựng nhiều quá nó bị run, và Trang phải cắn răng chịu đựng, bởi vì là chỉ cần người ở dưới thở hoặc là bị lắc người thôi là người ở trên sẽ phi sai. Khi mà phi 6 mũi tên mới được một mũi tên thật sự cũng có một chút áp lực, bởi vì biết là Trang đã rất là mệt rồi. Nghĩa là không thể lên thêm một lần nữa mà chịu phạt 2 tiếng. Thực sự đó là một cái là chắc chắn là mình sẽ bị thua ngay ngày hôm đó. Và Hiếu không muốn là khi mình làm việc mình phải bỏ cuộc. Mình tự nói với mình là mình cố gắng lên. Bởi vì đồng đội của mình cũng rất là mệt rồi. Còn mấy cái nữa? Cái gì vậy? Điếng quá. Trang chỉ biết chịu đựng, và thật không ngờ là Hiếu đã phi được 2 mũi tên cuối. Oh. May quá, may quá. Mặt thơ, mặt thơ. Ôi đẹp quá. Đây. Đẹp quá, đẹp quá. Rồi đây.